Đội dự thi thứ hai đó là liên đội tiểu học Phú Cần A, và cái đơn vị dự thi thứ ba đó là tiểu học thị trấn Tiểu Cần. Đơn vị chủ nhà chúng ta sẽ thi thi cuối trong cái ba đội chung của chiều ngày hôm nay. Và thành phần ban giám khảo chấm đó là thành viên thứ nhất đó là anh Trần Đăng Khoa, giáo viên tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Hữu Tử. Thành viên thứ hai đó là anh Nguyễn Thiên Triều, giáo viên tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Tân Hồng. Và thành viên thứ ba, thành viên đó là anh Nguyễn Sinh Phi, giáo viên tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Ngãi Hùng. Đó là về phía ban giám khảo có ba thành viên, và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đội cũng như đội ngũ thành của cái đội các đội của chúng ta ngày nay. Và xin mời hai cái đơn vị tiểu học Phú Cần A và tiểu học thị trấn Tiểu Cần, chúng ta di chuyển cái tìm cái vị trí thích hợp để nhường cái sân lại cho cái đội thi đầu tiên, đội thi tiểu học Phú Cần B. Kết quả sân mình ra đây đi, có chỗ nào ngồi
đường mệt nữa. Em mời ly em. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi lại rồi đó. Đi làm sao kìa?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.